Wow. À, con chào thầy. Mình đang đi theo đoàn của các thầy tại Vạn Niên Phong Cung, hay còn gọi là chùa Ông Bổn Ba, ngụ tại thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Hôm nay là ngày 28 tháng 7, là một trong những ngày diễn ra đại lễ Vu Lan Thắng Hội tại chùa Bổn Ba. Hiện giờ là mọi người đang xuống cầu để tiến hành làm lễ phóng sinh bằng chim. Đây là hai bạn rùa. Tây phương tịnh độ tiên vàng nở dông gia, từ đây mở lối về qua đã ta lòng từ mà thấy phật muôn đời được khỏi chốn được mây kiềm hạnh thở mang sinh mang rùa, con chim đã được tự do về với thiên nhiên đi các con. Vừa rồi là nghi thức phóng sanh trong nghi lễ chiêu của các thầy và các chú tại chùa Ông Bổn Ba. Chiêu u có nghĩa là cúng cô hồn đó các bạn. Được. Sẽ dẫn về chùa nghe kinh, dẫn vong hồn về đó các bạn. Dạ.
xong, bữa nay nó là xong cái đại lễ Du Lan Thánh Hội rồi. Thì Du Lan Thánh Hội có nghĩa là sự kết hợp giữa Du Lan báo hiếu trong đạo Phật và lễ dí ông bổn theo tín ngưỡng của bà con người Hoa. Thì hôm nay sẽ có một nghi thức tâm linh rất là độc đáo ngay tại chính điện này. Một chút xíu nữa sẽ có bốn vị đại diện cho bốn ông bổn tại huyện Cầu Kè sẽ về đây chứng giám cho đại lễ Du Lan Thánh Hội tại chùa Ông Bổn Ba. Thì tại Cầu Kè có đến bốn chùa Ông Bổn. Chùa Ông Bổn một có tên là Minh Đức Cung, chùa Ông Bổn hai có tên là Vạn Ứng Phong Cung, còn chùa Ông Bổn ba có tên là Vạn Niên Phong Cung và chùa Ông Bổn bốn có tên là Niên Phong Cung. Thì ông Bổn là một đại từ nhân xưng, không chỉ đích danh một vị thần nào cả. Có nơi sẽ thờ Thái giám Trịnh Hòa làm ông Bổn, có nơi thờ vị quan có tên là Châu Đặc Quan, có nơi thì thờ Quyền Thiên Thượng Đế, có nơi thì thờ Phước Đức Chánh Thần. Còn tại bốn ngôi chùa ông Bổn ở Cầu Kè thì thờ bốn vị kết nghĩa với nhau huynh đệ, nhưng do quá lâu nên không ai nhớ tên tuổi của bốn vị ấy là ai. Khi một chùa trong bốn ngôi chùa đó tiến hành làm lễ cúng với ông Bổn thì sẽ mời ba vị còn lại về dự. Trong các ngày ở đây có những ngày một chút nữa sẽ đóng vai bốn ông Bổn rất là tâm linh. Đây là một nét văn hóa tín ngưỡng của bà con người Hoa đã được nhà nước công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Thì hôm qua vào ngày 27 tháng 7, ngay tại chánh điện này cũng đã diễn ra nghi lễ bốn ông Bổn về và ghi bùa phát lộc cho bà con dân chúng. Hôm nay một lần nữa sẽ diễn ra cái nghi lễ đó. Bà con đây trông chờ để tận mắt thấy ông Bổn về và ghi những lá bùa tặng tay xin từ ông Bổn để mang về cầu may mắn cho một năm mới sung túc, bình an, hạnh phúc. Mình được biết thì bà con từ khắp nơi sẽ đổ về đây trong cái dịp với ông Bổn này, đặc biệt là những bà con người Hoa tại thành phố Hồ Chí Minh lặn lội xa xôi về đây, năm nào cũng về đây cúng. Chào các bạn, mình rất vui hôm nay được đến đây để chung vui cùng với bà con Cầu Kè và rất vinh hạnh. Các bạn nhỏ như vậy đã đến đây xem rồi đó các bạn, sau này các bạn lớn lên sẽ nối nghiệp cái văn hóa truyền thống của quê nhà. Dạ, bây giờ ông vô đó các bạn, một vị lớn tuổi nhất các bạn. Ồ, một ông nữa các bạn, vị này mới là ông ổn nhất hả? Vô thêm mấy ông nữa rồi đó. Rồi đây luôn, cầm một cái chùy đinh nữa bạn. Chẳng ra còn đây là ông ba nè, ông chính ngay tại chùa đó các bạn. Cái gì hết hồn, trời ơi trời, má ơi, mình không biết trước sự kiện. Ông ba đang lấy máu để vẽ vào lá bùa, vừa dùng một chiếc dao để gạch lưỡi. Đuổi ra, đuổi hết các vị ở trước này nè, giặt qua hai bên. Bình an. Nói tiếng gì? Thì nói tiếng Tiều đó, nhưng mà chữ đó dịch ra là bình an á. Mấy em biết không? Không, tại chữ đó dễ nghe. Vậy hả? Thường thường thì nói tiếng cổ nào đó, mấy cái tiếng cổ chứ, tiếng xưa, những ngày xưa mới biết dịch thôi. Có lai cho có lòng không? Em không biết nữa, em không phải người Hoa.
mà ê, ê, hình như cầm dao hay gì kìa anh em. Cắt lưỡi rồi kìa, cắt lưỡi rồi kìa. Dùng lên anh này chứ không phải vậy hả? Giờ lỡ rồi, tao không dám đi nè. Với quay cắt lưỡi mà gõ quá bị YouTube bắt. Máu từ trong lưỡi ra giết hả? Bùa máu luôn, máu xanh lắm. Bùa máu ha, bùa máu rất hiếm. Còn bùa chữ màu thì dễ, mà hồi giết cả ngàn tờ cho các bạn cho văn luôn. Còn bùa máu thì khó xin. Rồi đang lấy máu từ lưỡi ra đó các bạn. Rồi giết xuống. Đi một nét thôi nha các bạn. Thiếu rồi, không cắt thêm. Mình quay hơi xa vô tức cũng cảm nha. Rồi, bén quá mà làm ghê trời. Chị gái đây vừa xin một lá bùa. Bùa này bùa máu luôn hả chị? Bùa máu luôn các bạn. Đang xin trước ông đây. Thêm một ông nó đã vào, chắc làm ngoài kia xong rồi đó. Bây giờ bố ông sẽ tụ vào chính điện. Ờ, cắt nữa kìa. Gì ta? Vô nữa hay gì? À, đây này nè, anh này nè. Trước mình cũng từng thấy một người cầm cái tay nắm như vậy đó các bạn, nắm chặt như vậy luôn, cái mình không biết rồi sắp lên cái mình khều để nói chuyện cũng vắng, cái anh ấy lên không được luôn, lên thì không hiểu là lên sao các bạn, tại vì mình không biết thiệt. Bây giờ mình không có chia sẻ về vấn đề này, tại ở dưới quê mình á các chủ công an khó lắm, không có dám nói thẳng chữ đó, ông về hay là lên xác là bị phạt liền. Bên trên của anh là bàn của Quan Tham Bồ Tát đó các bạn, anh ấy đang lại Phật. Hôm nay đã qua bàn thờ bìa bên kia để bái lại. Còn ba ông chính của chúng ta vẫn đang ngồi ngay giữa để giết vua. Bà con thì được mấy chú công an chặn lại ở tuyến 2 và phát bùa từ đây luôn các bạn. Ai cũng có chứ không cần phải tràn lên chánh điện. Cô đây vừa xin được một lá bùa, cô lại cầu nguyện và tạ lễ. Các cô bên đây cũng vậy. Mừng quá. Máu á, bùa máu ha, dạ, để cho cô. Các cô đến từ xa dữ không? Đi đạo chứ chi á. Trời, từ Sài Gòn phải không? Dạ, con nghe nói các bà con ở Sài Gòn về đây nhiều lắm. Sài Gòn chợ lớn rồi, mấy người làm ăn rồi đó. Cứ đợi tới dịp này là về dưới để xin. Chỉ có xin được bùa chứ mà cười như vậy? Có hả? À, có. Dạ. Mỗi năm đều mình đến đây xin bùa mới hay là mình giữ này hoài suốt đời? Mỗi năm phải lên hai bùa ha. Dạ, cảm ơn chị. Rồi lá bùa cũ mình sẽ đốt ha. Dạ, cảm ơn. Mà nãy thì đang đứng mé bên kia và đang tiến hành thủ tục cắt lưỡi. Mình cũng quay phút như vậy ha, để tránh YouTube bắt tiêu chuẩn cộng đồng. Trong cái chén đó là cái gì cô? Cái chén này là nước màu. Nước màu son. Dạ dạ, nước son. Còn bên ông kia thì ta cắt máu. Dạ dạ dạ. Ông huynh đệ với ông chị đó. Dạ. Đây là nước son các bạn. Sau khi cắt máu xong thì những tấm bùa máu đã hết rồi ha. Bây giờ phải viết bằng nước son. Kìa, cắt nữa kìa. Trời ơi. Ông này được cắt, ông kia đâu cắt. Hải tay vô tóc mấy chuyện cái thương ông đại. Ông này là ông gì? Dạ. Đây là ông Bổn Nhì. Nhì tức là chùa Dạng Ứng Phong Cung đó các bạn.
Ghê quá mấy ông ơi. Rồi. Để mình sẽ liếm. Tỉnh ốc lá đi, tỉnh ốc lá bùa hồng hạn đi. Dạ, con có xin hôm qua được rồi. Hôm qua con có vô thì mấy ông cũng về đó, con xin được rồi. Có cái mập không? Dạ không. Dạ, con cảm ơn bác. Bác là người cầu kè luôn ha. Ừ, tại đây luôn. Dạ. Bác chắc đến chùa lâu lắm rồi hả? Vô ra thường ngày. Từ ngày giờ, hàng năm luôn. Còn chị ở đây thì quá chuyên nghiệp luôn. Xin được cái ghế quá cao luôn. Cao nhất trong ngày hôm nay luôn các bạn. Ôi, anh dở lên coi cái dấu tay của ông nha. Đây nè các bạn. Một lá bùa mà in sẵn 5 dấu tay luôn. Anh thật may mắn luôn. Dạ, hay quá anh ơi. Thì bên đây chị vừa thông báo là ông Tư vô. Đó đó, ông bên kia. Ghê quá. Kìa kìa nè. Dạ. Rồi, ớ ra luôn hả? Thằng á. Đi qua quanh quay coi ổng, lắc quay qua coi ổng thở này kia nọ, quay cho ta coi chứ. Dạ. Mọi người đang có cái bằng phục hồi sức cho bác gì, bác quá mệt. Sức gào mệt lắm ha. Xong tỉnh rồi, kè ra thôi. Rồi xin mời, xin mời, xin phép, xin phép. Dạ. Như là thằng hình một ông. Đó thì mình vừa hỏi thì mọi người nói đó là ông tôn về, cái kia là tôn tặng, tôn tặng. À, anh nói bác đó là tôn tặng. Dạ, 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 dạ. Để coi một hai, ủa vậy là đủ bốn ông mình chưa đủ ta, năm ông mà hiện giờ còn ông nữa đâu ta, hai ông ngoại, hai ở ngoài còn nữa các bạn, ở ngoài còn mấy ông nữa. Đấy, thằng cái anh đó là người ở ngoài trong cái chùa mình ha. Anh mới thì á, là người ngoài vô đây rồi ta mới hữu duyên ta lên đó ha. Cảm ơn. Rồi mọi người đang đưa anh ấy ra ngoài đó các bạn. Coi như là anh ấy sẽ xong nhiệm vụ. Rồi xin phép đi ra ngoài để gặp ông ở ngoài kia. Ngày giữa thì các thầy đang tụng kinh rồi lễ Vu Lan. Còn ngay giờ tháng 9 giữa cột cờ thì mình thấy còn hai ông đang giết bùa này nữa các bạn. Ủa như vậy là tới 5 ông áo đỏ là các bạn ơi, chứ phải 4 nữa và một ông áo nâu là 6 người thấy. Anh ấy đang mang bùa ra hàng rào để phát cho bà con dân chúng. Người nào mà vô trong không được thì đứng ngoài này ha các bạn.
đổi lại á, thì ở trong chùa chia sẻ là tại chùa sẽ có tổ chức 4 ông bổn về đại diện cho ông nhất, ông nhì, ông ba, ông tư và một ông nữa là ông tôn, nhưng có thêm một ông về nữa nên không biết ông đó là ai, nhưng là cũng là một vị thần. Thì có tất cả là 6 ông ở chùa. Bên đây các bác sẽ phát bùa cho mọi người hoàn toàn miễn phí, không lấy tiền gì hết nha các bạn. Miễn phí, không có thu tiền gì hết nha, phải không? Dạ, miễn phí các bạn. Dạ, xin cảm ơn các bác. Còn đây là chiếc ghế dao. Các bạn thấy vuông vọn không? Một chiếc ghế được làm hoàn toàn từ lưỡi những con dao sắc nhọn. Thì trong một nghi thức nào đó, ông sẽ ngồi trực tiếp lên chiếc ghế này, được mọi người khiêng đi dạo phố. Thêm một ông nữa vừa thăm các bạn ơi. Ủa vậy ông đến từ chùa nào rồi ạ? Bổn Nhì. Ông Bổn Nhì ha. À, Giảng Ứng Phong á. Giảng Ứng Phong cung. Như vậy là các ông đều như đến từ những ngôi chùa ngoại viện mới lên được đúng lòng đó. Bây giờ em hiểu rồi, cảm ơn. Như vậy là mời bác đây từ chùa ông Bổn Nhì, tức là Giảng Ứng Phong cung, mời về đúng người mới lên đúng. Lúc nãy có một anh kia ở trong chùa ông Bổn Ba, tức là Giảng Ứng Phong cung á, thì lên đúng ông Bổn Ba kìa, ông ra nó to lắm. Đây mời rồi. Bên ngoài thì các cô bác, các bạn nhỏ của mình đã chuẩn bị sẵn những chiếc bọc trong tay để mồ hôi giật cô hồn, phải không? Một cái trò này vui lắm, ở dưới quê còn có chơi nữa, giật cô hồn nữa các bạn, giật những vật phẩm ở trên sân đây. Các chú bên trong đang đốt đuốc rồi đó, không biết gần tới chưa nữa ta. Dàn cô lầu cấu đã vang âm thanh lên. Chưa được. Bắt ra thôi. Dạ, cho bắt ra cái đi cô. Cho bắt ra cái cô. Dạ, cho bắt ra cái. Dạ, bắt ra. Chèn giữa dòng các cô bác này mệt luôn. Dạ. Này ông quơ đặng vô trận á. Rồi đang nhìn kìa, nhìn bầu trời. Diễn mây đen mù mịt luôn. Trời ơi. Ông ấy ra tay làm dấu. Đừng mưa. Đừng mưa. Dạ. Cho nhà mưa. Dạ. Đó, ông ba ra. Ông ba ra, đúng rồi ông ba ra. Ông ba chùa này. Dạ, ông ba là của người chùa này. Này ông Nhất này ha. Này ông ấy. Nhất. Ông Nhất. Dạ. Nhất cầm cái châm á. Dạ. Đây ông ba cầm cái. Nè, thấy không? Có vấn đề thấy không? Chỉnh sửa lại liền. À, mấy cái dáng này sai rồi, đúng rồi, vệ sinh lại. Múc cháo luôn. Cháu mời cô hồn về dùng. Rồi xong rồi đã vô. Kiểm như là xong rồi đó ha. Dạ. Cảm ơn cô bác, cảm ơn chị. Còn nữa, còn ông khác nữa. Vậy hả? Ông kiểm chưa? Dạ. Vui quá các bạn ơi. Các bạn ở đây mà có khát nước thì đến đây quá duyên. Quá duyên. Em xin quá duyên một ly nước. Dạ. Của tổ từ thiện của các anh, các chị đây, một nhóm thiện nguyện cầu kè trà tắc không đồng, không phải trà đường nữa mà là trà tắc luôn. Quá chu đáo, cảm ơn các anh các chị, tấm lòng như vậy mà bà con quý lắm, nhớ mãi. Cảm ơn. Sắp giật chưa? Không biết đi không. Mấy năm trước có lời giật không? Dạ có. Có ha. Chỉ là mở cửa là tràn vô hả? Không biết năm trước có giật mà không biết. Vô mở cửa nè, đứng quá trời nè. Rồi đứng ngay cửa nè các bạn. Mở ra là tràn vô nha. Thôi giật cho đầy bọc nha. Gán giật đầy bọc đem về cho mẹ. Yeah. Bạn nhỏ đi giật ở đâu? Sớm quá gì? Giật ở đâu nhanh quá vậy? Nói chú nghe coi. Giật của ông ở đây không? Ông Tào phải không? Xin hả? Xin đàng hoàng phải không? Còn đồ cho ông Tào rồi xin không? Xin hả không? Nhớ không? Nhớ không? Nhớ. Trời ơi. Nhớ. Bắt tay, cảm ơn. Có chuối kìa tụi con ăn không? Dạ, chào chú. Dạ, cảm ơn. Trong ông Tài còn trái cam kìa, lấy đi. Lấy chuối đi. Xin chuối đi. Xin lọc chuối đi. Chuối bậy à. Dạ, xin đàng hoàng. Ông Tà thương bằng nhỏ. Ông Tà không nói gì đâu. Nha. Ôi. Dạ. Xin trước.
Ông ba lại ra. Oh, hello, hello. Phải giữ cảnh giật cô hồn với mấy bạn nè. Hồi mình ghen nha. Hồi con có nhường luôn nha. Con trước đó nha. Con mình biết thật sự cho chắc ông ta làm hoa lọc luôn rồi. Vậy à, dạ. Tư vô nữa kìa. Rồi thì ông đã xong rồi đó, mời ông ra cho hai ông viết vài lá bùa nữa là xong rồi. Ông Tư đã thăng luôn rồi các bạn, mình không kịp quay lại khoảnh khắc ông búng đi lúc nào đi các bạn ơi. Giờ còn có một mình ông ba thôi. Ông đang cố gắng để lại một vài chữ càng nhiều càng tốt cho bà con. À, cắt nước. Cắt nước để ban phước lành cho mọi người. Cái gì ta? Một người về nữa, kia về nữa kìa. Dặn dò gì thêm cái gì? Kì vậy? Bác hồi nãy về rồi nè. Nãy xin ra rồi. Dạ, dạ. Trời, lại cắt lưỡi tiếp hả? Trời ơi. Vô tay trong lưỡi ông có máu á các bạn, ông phun ra mình vô tay. Bây giờ là in dấu tay chứ không còn viết nữa. Trời ơi, máu đâu cho đủ. Ông ba đi ơi. Rồi xong. Nhất xong quay lại nữa ta. Ờ. Mấy năm trước có hiện tượng quay lại gì không bác? Có. Dạ có ha. Đóng dấu luôn. Dạ. Người giống mình đi câu đi chơi gì mà nó không lên là về luôn, tạm hiện về. Học về. Dạ. Kìa, ghê nữa kìa. Ờ. Chắc thiếu sót gì đó. Lại tiếp tục mang cái chì đi kiểm tra nữa rồi. Dặn dò gì với các chú trong ban trị sự các bạn. Đúng rồi. Thiếu cái gì nữa.
đó, về lại lần nữa. Được rồi, đi ra đi. Ok, được rồi, cho qua đây. Rồi, rồi, qua rồi. Lấy ngủ rồi, anh ơi. Có ngủ không? Đi đường này, đi đường này. Đúng rồi. Chắc sót gì bên cánh bên đây. Sót cái gì đó. Ngay điện thờ của các vị đạo Phật, mình thấy có rất nhiều phương án linh dị đang thờ phía trước. Chắc ông thấy không sót cái gì đây, ông mới về đi tiếp tục chấn chỉnh lại. Ban phước cho các vị, cầu mong cho linh hồn các vị được siêu thoát. Thiếu sót từ chỗ đó thôi đó các bạn. Trời ơi, dính rồi hết rồi hả? Buồn vậy, trời ơi, dính rồi hết rồi hả? Trời ơi, mới đi vô nhà kìa, chùi lũi vậy rồi. Trời ơi, cô giật cả bao luôn, cô vô nhà trong nhà con hay. Mà đi dính rồi chứ rồi. Làm vừa mở ra mình nhào vô mình giật hết luôn. Ờ đúng rồi, bước cho phương Nam á. Lúc mà chữ xin dạ. Ờ đúng rồi. À, chưa có làm phim kịp ha. Cho chú bữa hai bữa ha. Lúc đó con chưa thấy. Ờ bữa nay mới đăng vừa sáng không à. Nghe về chú giật là chưa làm nữa. Nghe, dạ chào bác. Nay bác giật thấy gì? Có giật không? Hả? Có giật không? Không có. Các thầy đã đọc xong hồi kinh luôn. Xong hết tất cả các nghi lễ rồi đó các bạn. Buồn quá. Ôi xong. Đi xuống dưới luôn đi. Bye bye Mỹ Chi nghe. Hẹn năm sau chúng ta gặp lại. Qua bên bàn các cô, bàn nhiều lắm. Rồi chào chú nghe, năm sau gặp tiếp. Chào bà con, chào hết mọi người. Dạ con chào các chú, xin cảm ơn. Ông bà kìa, anh dám xin ông bà không? Để xin thử nha. Muốn xin không? Không dám quá. Nào, cho em xin quay cái lưỡi xíu. Không dám các bạn. Anh bà. Ông bà cho con xin coi cái lưỡi cái đồ ông bà. Ủa? Mà thẹo đâu hết trơn rồi? Hả? Hồi nãy giờ gọc tùm lum hết trơn rồi, không có thẹo hả? Cái đó ai nữa vậy? Cái nào? Cái gì quyền diệu vậy? Ông hai, ý ông Tư. Cho, mà không có thẹo luôn hả ông Tư? Rồi về ăn cơm bình thường không đau luôn hả? Đúng rồi, bình thường cái gì đâu. Trời ơi. Cô thấy mấy ông gạch mà con con nổi da gà luôn á. Kẹ. Trời ơi. Nó nói gì thằng ngộ người. Dạ, thiệt sự là ngộ. Cảm ơn. Tâm linh của thánh nhân là gì đó. Nổi da gà quá. Em ghi sỏ lụi nghe cái miệng con không có thẹo luôn phải không? Không có. Có thẹo ha. Dạ. Ghê không các bạn. Cảm ơn. Em chào anh ha. Rất vui. Cảm ơn anh hỗ trợ hết mình. Một kìa ông Tôn kìa. Quay ông Tôn ơi, cho con coi cái lưỡi được không ông Tôn? Cho con coi lưỡi được. Ổng đây hả? Ồ. Trời ơi, ổng hả? Dạ. Cảm ơn ông Tôn. Ngày thường ông Tôn làm nghề gì? Hồi đó là làm thầy thuốc rồi bây giờ nghỉ rồi. Dạ. Anh ấy dặn là khi mình xuất ra rồi là người bình thường rồi ha. Dạ, con xin chúc ông sức khỏe. Con xin một tay xin cảm ơn ông. Dạ, bây giờ ngoài sân như là chống lỏng hết rồi đó các bạn. Dạ, mọi người đã cùng nhau dọn dẹp.
thu dọn coi như là xong một mùa lễ hội năm nay rồi đó. Rất là tiếc khi hồi nãy không có quay kịp cảnh mà bà con cô bác tràn vô giật. Ủa hồi nãy là mở cổng là mình nhảy vô mình giật hay gì? Lùa vô luôn. Rồi nhang là sao? Không biết, nó vô lùa lại giật lại. Nhang đại luôn, đè đạp xuống luôn. Rồi chén dĩa của người ta làm sao? Không có, mình không có lấy chén dĩa. Mình lấy mấy cái vật phẩm thôi ha. Rồi hút vô vào. Có bị chen lắng đè được nhau không? Dạ có. Trời ơi, đau không? Dạ không. cảm ơn các chị, các cô, các em. Vui quá. Tiếc quá trời tiếc luôn. Hồi nãy có quay không? Bán cho chú thước phim đó coi. Yeah. Các bạn ơi, như vậy là xong ha. Mình còn rất là tiếc khi năm nay á, ở đây không có tổ chức được cái cảnh mà thầy trò đường tăng đi thỉnh kinh đánh động. Thỉnh kinh thì có rồi, trong clip trước mình có chia sẻ rồi, là buổi chiều ngày 25 đó là sẽ có các vị quá thân thành bốn thầy trò đường tăng đi dạo phố tượng trưng cho một cái cảnh đi thỉnh kinh, rồi đến một ngôi chùa Khmer để thỉnh cuốn kinh về. Nhưng mà vui nhộn nhất là cái cảnh mà tổ chức đi phá động như vậy nè, đi đánh động đó. Năm nay không có làm cái đó đó các bạn, nên tiếc quá luôn. Khi nào mà bên đây có diễn ra trò đánh động thì mình sẽ quay trở lại chia sẻ sau với các bạn ha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.